đứng trước bóng đang là Phạm Đức Huy. Đánh đầu, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho U21 Hà Nội. Tiền thì một pha đệm bóng cận thành. Thanh Bình rất nguy hiểm. Thành Huế của người thì không thể tỷ số là 1-0 cho U21 Hà Nội. Hoàn toàn tắt bóng nguy hiểm. Tỷ số là 2-1 cho U21 Hà Nội. TNT Phạm Đức Huy. Duy Thành đang di chuyển khá thoáng bên phía cánh phải và đường truyền xuống cho Duy Thành. Cơ hội dứt điểm không vào, đá bồi. Một cú hat-trick dành cho tiền đạo Văn Thành bên phía U21 Hà Nội TNT và tỷ số đã được nâng lên 3-1.